Các bạn thính giả thân mến, Thu Nguyệt là một cô gái sinh ra và lớn lên tại thủ đô Bắc Kinh, nhiệt tình sôi nổi, nói tiếng phổ thông Trung Quốc vừa chuẩn xác lại ngọt ngào. Hơn nữa, Thu Nguyệt lại có tình cảm gắn bó với Việt Nam. Sau khi Thu Nguyệt cùng Hùng Anh chủ trì tiết mục, các bạn thính giả Việt Nam thường hay hỏi có biện pháp gì để học tốt tiếng phổ thông Trung Quốc hay không? Thu Nguyệt có thể cho các bạn thính giả biết bí quyết học tiếng phổ thông Trung Quốc được không nhỉ? Nếu các bạn thính giả thân mến, Thu Nguyệt vừa nói, nếu các bạn muốn học giỏi tiếng phổ thông Trung Quốc, thì nhất định phải nói nhiều và luyện tập nhiều. Câu nếu thì... Thường được dùng trong tiếng Trung Quốc chúng ta nhất định học biết cách sử dụng nhé rú của chiều rú của chiều Nếu thì thường hay đi liền với nhau để biểu thị giả thiết sau đây chúng ta học câu thứ nhất rú củai phổ thông ý định yào, số, xí. Nếu các bạn muốn học giỏi tiếng phổ thông Trung Quốc, thì nhất định phải nói nhiều và luyện tập nhiều. 一定要多说，多练习。mời các bạn đọc lại lần nữa。如果听众朋友们想学好普通话，就一定要多说，多练习。m i các bạn đọc lại lần nữa。如果 thính众朋友们想学好普通话，就一定要多说，多练习. Mời các bạn học tiếp. có nghĩa là bạn bằng hữu. Ví dụ, 男朋友 có nghĩa là bạn trai. Có nghĩa là bạn gái Bạn Có nghĩa là bằng hữu, bạn Bạn Sau đây chúng ta học tiếp câu thứ hai Rú quả tuệ là nếu bạn đoán đúng thì tôi sẽ nói cho bạn biết. Nếu 你猜对了，我就告诉你。mời các bạn đọc lại lần nữa。如果你猜对了，我就告诉你。mời các bạn đọc theo thu nhiệt。如果你猜对了，我就告诉你。 Chúng ta học tiếp. Chai Có nghĩa là đoán, dự đoán. Khẩu ngữ thường nói Chai là Đoán đúng rồi. Chai là Đoán đúng rồi. Chai bù chu lái Không đoán ra. Chai chu lái Không đoán ra. Tôi đoán, ra. Tôi đoán mò. Tôi đoán mò. 我瞎猜的. Tôi đoán mò. sai có nghĩa là đoán, dự đoán. sai Sau đây, chúng ta học tiếp câu thứ ba. Rú của A xá ai chứ chào chiều tua mái chỉ kể Nếu Hà thích ăn sô-cô-la, Thì tôi mua thêm mấy hộp tặng cô ấy. 如果阿霞爱吃巧克力，我就多买几盒送给她。mời các bạn đọc theo Thu Nguyệt. 如果阿霞爱吃巧克力，我就多买几盒送给她。mời các bạn đọc lại lần nữa. 如果 阿霞爱吃巧克力，ia, ch ch li, 我就多买几盒送给她。mời các bạn học tiếp. 吃，c <Ch> o <í, S 1> nghĩa là ăn. ví dụ，吃饭，có nghĩa là ăn cơm。吃饭，c o nghĩa là ăn cơm。吃药，có nghĩa là uống thuốc。吃药。 Có nghĩa là uống thuốc. Chứ li Có nghĩa là cật lực. Chứ Có nghĩa là cật lực. Chứ. Có nghĩa là ăn. Chứ. Chúng ta học tiếp. Mãi. Có nghĩa là mua. Ví dụ. Mãi mãi. Có nghĩa là mua bán. Mãi mãi. Mua bán. Mãi mãi mua bán. Mài pháng, Có nghĩa là mua nhà. Mài pháng, Mua nhà. Mãi su. Có nghĩa là mua sách. Mãi su. Mua sách. Mái củ phiếu. Có nghĩa là mua cổ phiếu. Mái củ phiếu. Mua cổ phiếu. Chúng ta cũng có thể nói Mài vang. Có nghĩa là bán nhà Mài chưa Có nghĩa là bán xe Mài củ票. Có nghĩa là bán cổ phiếu Các bạn đã đoán đúng chưa? Và các bạn học tiếp Sông Có nghĩa là cho, tặng, biếu, vân vân Ví dụ Sông lý. Có nghĩa là tặng quà sông lì. tặng quà sông xíng. có nghĩa là tiễn đưa tiễn chân sông xíng. tiễn đưa tiễn chân sông xin có nghĩa là đưa thư sông xin đưa thư sông có nghĩa là cho tặng biếu sông các bạn thính giả thân mến, trong tiết mục hôm nay chúng ta đã học nếu thì và các từ như bạn, đoán, ăn, mua, bán, vân vân. Các bạn đã nắm được rồi chứ? Quý vị và các bạn thính giả thân mến, tiết mục học tiếng phổ thông Trung Quốc hôm nay đến đây tạm ngừng. Xua Trung Quốc hoa, Trung Quốc cơ, léo Trung Quốc thu nguyệt và hùng anh xin hẹn gặp lại các bạn vào tiết mục này ngày mai